Ủa sao nhìn hai màu giống nhau quá ta? Giật gút với nho là màu tím đó con. Hai cái tím chưa? Để cùng một cái điểm tiền xin. Không có để được. Sửa thông hả con? Hết thông quá. Quay video. Xin mời một ly. Ủa đậy luôn hả con? Dạ, hỏi để con đậy xin. Mới vô. Đây, đây. Chắc con thèm. Mấy kia em thèm. Mấy nó thèm nó. Đi năm hả? Con năm với bé đầy năm luôn hả con? Con năm. Con không để hương gì hết hả? Chỉ thật thôi ha. Mà con để gì? Con đầy đủ. Con không có con để hương gì á. Hương gì cũng được. Em đừng okay. Có bán rồi. Chọn dễ hơn. Ừ. đi mua đồ mà gặp mấy em bà khó gó nó gì chúng nó dễ vậy gì đâu khó mát mà phải theo khách hàng chứ đâu theo mình con không mà khách hàng chọn chứ mình đâu chọn phải không khách hàng là thượng đế mà thượng đế mắc cái ghế à không được ba anh trời. Ta đi đi. Khách hàng là phải đó là trên đâu. Hết mà được chiều. Nè, để xin mời. Gian đi mua để thử. Nè, đưa qua đây nè con. 15. Nè con khỏi để hơn gì hết. Bà nội ơi, con chưa có tiền lẻ. Mày đòi cũng tâm mày đòi tao hoài. Mày hiếu tao, tao đòi mày. Bởi vì mày hiếu tao, tao đòi gì đòi trăm hả? Ừ. Tao cũng đòi nợ. Con tâm nó hiếu tao mời. Thì mày đòi nó. Rồi, cảm ơn hết mọi người. Bye bye. Tạm biệt. Má ơi.